về nước khó tìm việc bởi vì ảo tưởng lương cao. Em tin chắc là các bạn du học sinh sẽ không ảo tưởng khi đòi hỏi một mức lương cao. Dựa vào đâu để bạn nói là một bạn học ở một đại học nước ngoài và một bạn học ở một đại học Việt Nam thì kiến thức học được là như nhau? Theo như chị thì bằng cấp chỉ là một tờ giấy thôi. Hãy coi mình như là một sinh viên ở Việt Nam thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Có quan điểm cho rằng nhiều du học sinh về nước khó xin việc do ảo tưởng lương cao. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Như vậy là Hồng Nhung sẽ là người trình bày trước. 2 phút dành cho Hồng Nhung đưa ra quan điểm của mình, bắt đầu. Đối với cá nhân em thì em đồng ý với quan điểm là du học sinh về nước khó tìm việc bởi vì ảo tưởng lương cao. Nhưng em đồng ý trên góc nhìn của nhà tuyển dụng. Một trong những nguyên nhân mà em nghĩ tới là vì du học sinh chưa biết rõ được là bằng cấp của mình nó lợi thế ở điểm nào. Chẳng hạn như một người du học sinh và một người học trong nước, cái kiến thức của họ về cơ bản là như nhau, nhưng họ có khả năng ngoại ngữ, họ có cái khả năng tự lập trong cái cuộc sống của họ ở nước ngoài thì tốt hơn cái người học trong nước. Tuy nhiên cái họ thiếu là kinh nghiệm, nên là nếu mà họ muốn một cái mức lương tương đối bằng với những người có kinh nghiệm thì sẽ bị cho là ảo tưởng lương cao. Còn đối với góc nhìn của ứng viên thì họ lại nghĩ là họ phải nhận lại những cái gì mà họ đã bỏ ra. Có lẽ là ở đây có một cái điểm chung là ứng viên hơi thiếu cái sự tìm hiểu khi mà trở về nước. Có thể là ở cái môi trường của họ cái mức lương như vậy là bình thường, nhưng mức lương ở cái môi trường Việt Nam thì nó lại là không phù hợp. Chung quy ở đây là mình nên tìm hiểu và mình nên nghiêm túc với từng việc mình làm, từng cơ hội đến với mình ạ. Em xin cảm ơn ạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi từ phía Minh Thùy. Dựa vào đâu để bạn nói là một bạn học ở một đại học nước ngoài và một bạn học ở một đại học Việt Nam thì kiến thức học được là như nhau? Em dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân em là cái ngành học của em nó đã có được những cái tiêu chuẩn mà kiểm định về cái chương trình đào tạo ở Đông Nam Á, nên em nghĩ là nó hoàn toàn có thể sánh vai được với cái chương trình đào tạo khi mà chị ở nước ngoài. Để một du học sinh về nước có thể có được một mức lương hợp lý thì các bạn ấy sẽ phải tìm hiểu bằng cách nào? Em nghĩ là về nước hay là ở trong nước thì đều như nhau. Đều có những cái kênh thông tin mà mình có thể tìm hiểu được. Mình có thể tìm hiểu qua cái network của mình, có thể liên hệ người mình biết, những cái người mà mentor cho mình. Và bây giờ sẽ là phần trình bày quan điểm của Minh Thùy. Theo quan điểm của em thì em không đồng ý với nhận định trên với 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là các bạn du học sinh ở nước ngoài thì sẽ có được những trải nghiệm mà những bạn ở trong nước chưa chắc sẽ có được. Và một trong số đó chính là những trải nghiệm khi mà được làm việc và học tập với các bạn từ các quốc gia khác nhau, từ các nền văn hóa khác nhau và những ngôn ngữ khác nhau. Đất nước Việt Nam thì đang trong giai đoạn vươn mình ra thế giới. Khi mà các sếp có những nhân viên có những kinh nghiệm và sự am hiểu về văn hóa thì đây sẽ là một cầu nối vô cùng quan trọng trong quá trình vươn mình ra thế giới của Việt Nam. Và lý do thứ hai là đối với những bạn học sinh, du học sinh đã đi học từ khi còn rất nhỏ và các bạn đã phải sống một mình tự lập. Cũng giống như là ở một số các quốc gia thì những cái trường đại học đều yêu cầu các bạn phải tự học nữa. Khi các bạn về với doanh nghiệp thì các bạn sẽ có cơ hội để phát triển mình và các bạn cũng sẽ học tập rất nhanh bởi vì những khả năng và kỹ năng các bạn đã có từ ở nước ngoài. Và lý do thứ ba đó là một bạn du học sinh đi sang nước ngoài là một đại diện của một quốc gia. Bản thân em cũng đã có một cái trải nghiệm như vậy. Lúc em đi học thì em có một cái động lực vô cùng to lớn bởi vì em nghĩ là mọi người sẽ nhìn vào em để đánh giá đất nước Việt Nam. Bởi vậy nên em không ngừng phát triển, không ngừng làm việc chăm chỉ, cũng giống như phát triển những kỹ năng mềm để từ đó em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Em tin chắc là các bạn du học sinh sẽ không ảo tưởng khi đòi hỏi một mức lương cao. Các bạn vẫn nên xứng đáng có được một mức lương như kỳ vọng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi từ phía Hồng Nhung. Chị nói về trải nghiệm của chị ở nước ngoài thì cho chị được khả năng tự lập, tự học đúng không ạ? Vậy nếu em ở trong nước em vẫn có những khả năng đó thì liệu đó có phải là một thế mạnh của chị hay không? Khi mà bạn ở trong nước, bạn sẽ có những khả năng tự lập, tự học. Tuy nhiên, bạn vẫn có một khả năng là bạn ở gần với gia đình của mình. Có thể là bạn đến một tỉnh khác, nhưng mà cái khả năng mà bạn có thể quay về cái tỉnh đó thì nó rất là dễ dàng. Cũng chỉ là một chuyến bay từ 1 tới 2 tiếng. Tuy nhiên, khi mà đi sang nước ngoài thì cái việc trở về nó rất là khó khăn. Và khi mà sống xa gia đình như vậy thì những cái kỹ năng sẽ được trao dồi rất là nhiều. Vậy em xin hỏi chị về lương cao thì chị nghĩ lương thế nào là cao? Mình sẽ không nói là lương cao mà là mức lương phản ánh đúng giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Vâng, vậy là lương vẫn phải đúng năng lực đúng không ạ? Vậy nếu một người sếp nhận xét chị là mức lương của chị đặt ra quá cao thì liệu đó có phải là hơi mâu thuẫn với cái ý kiến của chị hay không?
Thì đối với một doanh nghiệp thì khi mà mình ứng tuyển thì có thể doanh nghiệp sẽ cảm thấy là mức lương của mình đề ra quá cao. Cũng giống như mình nói là thuận mua vừa bán, thì có thể có một doanh nghiệp nào khác và nhìn thấy được những năng lực của mình thì cảm thấy là đây là mức lương hợp lý. Vậy nếu như một tình huống mà chị không thành công trước một người không du học sinh nước ngoài như chị thì chị có buồn về điều đó hay không? Chắc chắn là mình sẽ không buồn về chuyện đó, bởi vì năng lực của mỗi người là khác nhau, và ngoài năng lực ra thì có những kỹ năng sống, những kinh nghiệm. Có thể là hôm nay bạn đó hơn mình ở một số điểm nào đó khiến mang lại lợi ích cho công ty, nhưng mà cái điều đó nó cũng rất là hợp lý thôi nếu mà bạn đó vượt qua mình. Vâng, thời gian đã hết ạ. Bây giờ sẽ là những câu hỏi từ phía các sếp dành cho hai bạn. Xin mời. Anh có một cái câu hỏi dành cho hai bạn, đó là giả định rằng các bạn là những du học sinh tốt nghiệp ở nước ngoài và quay trở lại Việt Nam để tìm kiếm cho mình một cơ hội nghề nghiệp. Các bạn sẽ có hai lựa chọn để đưa ra cái mức lương. Một, đó là các bạn sẽ chấp nhận khởi đầu với một mức lương mà được cho là ở mức bình thường thôi, và sau đó các bạn bằng cái tài năng của mình sẽ chinh phục những cái mức lương cao hơn. Lựa chọn thứ hai, đó là các bạn sẽ áp ngay luôn một cái mức lương theo kỳ vọng của các bạn và nó được cho là cao hơn so với cái mặt bằng chung, và các bạn sẽ cam kết bằng hiệu quả công việc. Các bạn sẽ lựa chọn phương án nào và tại sao? Đối với một sinh viên mới ra trường thì mức lương nó cũng chỉ là một phần trong những chuyện mà công ty có thể mang lại cho em. Ngoài chuyện về mức lương thì có thể là những kinh nghiệm và những cái cơ hội để chứng tỏ bản thân em. Nếu mà phải lựa chọn giữa hai option trên thì em sẽ lựa chọn một option mà có thể cho em một mức lương có thể là không cao nhưng mà sẽ cho em nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Theo như chị thì bằng cấp cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Và việc sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài và sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam về cơ bản mới ra trường là như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ là nếu các em học ở nước ngoài, kỹ năng ngoại ngữ của các em, tiếng Anh của các em sẽ tốt hơn. Nhưng các doanh nghiệp Việt Nam không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng đến ngoại ngữ. Và nếu như không sử dụng đến ngoại ngữ, hai em làm thế nào để chứng minh được cái năng lực của mình ngay đầu vào để xin việc? Quay trở lại cái câu hỏi của chương trình, cái việc mà sinh viên du học ở nước ngoài về và sinh viên Việt Nam về có cái gì khác nhau? Thì cần phải làm những gì để mình chứng minh được cho cái kỳ vọng mức lương của mình? Thì em nghĩ chứng minh năng lực của mình, cái quan trọng nhất vẫn là kiến thức của mình đã học. Mình phải đi lên từ kiến thức. Trong cái quá trình làm việc thì mình phải luôn luôn nỗ lực không ngừng. Mình thể hiện cho người ta biết là mình cần cái công việc và cái mình đem lại giá trị cho công việc. Cũng giống như là một cái sự hợp tác đôi bên đều có lợi ạ. Và em cũng xin nói một chút về ý của sếp Quyền vừa hỏi là Theo em nghĩ là em sẽ chọn cái option 1. Tại vì em luôn quan điểm là phải đi lên theo từng bậc thang. Mình không thể nào mà nhảy đúp lên một lần trong khi mình chưa có kinh nghiệm gì cả. Đối với những kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc sống của em thì khi mà em sang nước ngoài thì em đã có kinh nghiệm làm việc với rất là nhiều các bạn từ các quốc gia khác nhau. Cái điều đó làm cho em học hỏi được những cái hay từ các quốc gia đó. Ngôn ngữ thì nó cũng chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái cách mình học về văn hóa thì từ đó khi mà em trở về doanh nghiệp thì em sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Chị cho rằng là trong một cái cuộc phỏng vấn thì chứng minh cái kỹ năng ứng biến với các cái tình huống ở trong doanh nghiệp và người phỏng vấn của mình là quan trọng nhất. Cái thứ hai là tất cả những bạn mà từ nước ngoài về không nên đặt nặng vấn đề là làm việc đa quốc gia hay là làm việc về ngôn ngữ, mà hãy coi mình như là một sinh viên ở Việt Nam thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.